Vâng, em Quốc Hùng xin chào tất cả các anh em. Hôm nay em sẽ test cái con đáy cover model là BM900 gửi tới một bác khách ở Hưng Yên. Và em sẽ test nhạc cho anh em tham khảo luôn nha. Anh em nào thích những cái dòng này thì liên hệ với Quốc Hùng. Nói chung là những cái dòng bao Mỹ này nó cho chất âm rất là hay nha. Rồi đã lên dòng này nó không có relay nha anh em, quạt nó chạy này, quạt nó chạy rất là êm, cực kỳ êm luôn nha. Những dòng cover thì quạt nó chạy hầu như là không nghe tiếng động của quạt luôn nha anh em, chạy rất cực kỳ là êm. Bây giờ em sẽ mở nhạc lên nha. Và test cho khách luôn đó. Một kênh rồi
thì chắc chắn hoạt động ok và anh nghe anh em đã nghe chất âm của cái dòng đói cover này đó. Những dòng đói cover này thì anh em chơi những cái, nói chung là chơi lo rất là hay nha anh em, đặc biệt là chơi lo Mỹ, nếu mà anh em là chơi lo Mỹ thì rất là thiệt vời luôn, cho chất âm cực kỳ là trúng sạch sẽ. Những dòng cover này thì nó có lọc nguồn nha anh em, nó tất cả đều có lọc nguồn hết, nên là nó cho ra cái chất âm sạch sẽ lắm và chi tiết. Và hiện tại cover bên Âm Thanh Quốc Hùng thì cũng đã hết hàng, thì anh em nào mà có nhu cầu thì cứ đặt hàng trước nha. Hàng về thì Âm Thanh Quốc Hùng sẽ giao cho anh em. Mọi chi tiết mà anh em mua hàng bên Âm Thanh Quốc Hùng thì cứ việc liên hệ qua hai số điện thoại trên màn hình nha. Cảm ơn anh em và hẹn anh em ở video sau. Đói cực kỳ là trùng chắc ông.